Scabbardy Toilet chính là tựa game của ngày hôm nay. Ở đây thì nó không để hình ảnh nào cả, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu bạn nào biết thì bạn đó đã tưởng tượng ra được là cái con Scabbardy Toilet này là cái gì rồi. Nó quá thịnh hành các bạn ơi. Mình nghĩ là chắc tác giả của game này đã cảm thấy gọi là quá ám ảnh với cái con Scabbardy Toilet này rồi, thế nên là làm ra cái game này các bạn ơi. Rồi thì bức thư gaming đây. Hôm nay thì mình sẽ vào đây để mà gọi là chừng trị những cái con Scabbardy các bạn ơi. Mình sẽ phải gọi là sống còn với tụi nó, bởi vì tụi nó xuất hiện trên YouTube của mình quá nhiều rồi các bạn. Kìa rồi, có phải nó không? Mình chỉ có một ít đạn thôi các bạn ơi. Bây giờ mình phải tiêu diệt hình như là tổng cộng 7 con Scabbardy thì vậy. Chúng ta sẽ vào đây để chút giận. Lại là nó rồi. Vâng, mình đã gọi là hoàn thành tiêu diệt được một con rồi các bạn ơi. Số lượng đạn của chúng ta chỉ có giới hạn thôi hay sao đây? Ở bắn vỡ luôn, không còn cái gì cả nhá. Bước đây mày. Ôi, hơi bị hao phí đạn. Ở đây rồi. Đây, có đạn rồi nhá. Tụi mày đừng có trách nhé. Rồi, tính ra thì game rất là đơn giản các bạn ơi. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt hết những con Scabbardy Toilet đã được định sẵn thôi. Đấy, đây chính là cái cách để mà tác giả thỏa mãn đi cái sự gọi là ám ảnh của mình các bạn ơi. À, nhưng mà game chỉ có như thế này thôi sao? Có nhặt được súng khác hay là cái gì không? Đây là gì đây? Mình không hiểu cái màu xanh đó là gì. Rồi, chỉ có 2 con thôi, tiêu diệt nhanh rồi. Chúng ta thử vào những cánh cổng nha. Rồi, để level tiếp theo nè. Mình là một cái thanh niên gì đây? Hay là cái đó chỉ là cái camera đang quay mình thôi? Ui, lượng này là có tính tận 8 con các bạn ơi. Nào. Ôi, hồi nãy là mình bắn mít một vài cái rồi. Mấy cái thùng này có bắn được không? Ờ, không có rồi. Đủ đạn không đây? Ờ, đây rồi. Nói chung là game này tác giả làm rồi để thỏa mãn mà, cho nên mình không nghĩ là đạn sẽ thiếu thốn đâu. Về sau thì mình không biết, nhưng mà hiện tại là chúng ta chỉ đang ở màn thứ hai thôi. Quầy, cái kiểu mà hai cái con toilet cùng kéo đến một lúc thì thôi nhá, cũng khá là rợn người đấy các bạn ơi. Trên YouTube thì nó chỉ xuất hiện cái bài nhạc này thôi. Không biết là bài nhạc này có bị bạn quỳ hay không, mình không biết. Nhưng mà tóm lại là nó không có đến mức mà đáng sợ như thế. Nhưng mà ở trong game này thì bầu không khí hơi khác các bạn ơi. Thôi, mình chỉ còn một ít đạn thôi. Rồi, vừa đủ 13 viên. Vâng, chúng ta đã giành được chiến thắng những cái con Scabbardy Toilet này. Đây là đêm thứ 3 rồi đúng không? Ui sao nhiều thế. Ôi, ui, mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi đấy các bạn ơi. Lúc đầu thì công nhận thỏa mãn thì, nhưng mà bây giờ tụi nó đông quá. Phải bắn chuẩn một tí. 6 viên lận. Ui, đông thế. Thật sự rất là đông các bạn ơi. Một con để chưa nha. Rồi 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 rồi. Còn con 6 viên đủ để tiêu diệt con kia luôn. Mình bắn vào cái phần bồn cầu thì nó cũng gọi là nát luôn các bạn ơi.
Quầy âm thanh đáng sợ thế không biết nữa. Quầy hai đứa trong đây. Nào từng con ra đây. Ôi. Rồi rồi rồi, còn một con nữa thôi. Đây là cách công lược hay nhất các bạn ơi. Chúng ta không nên vội để tấn công hai con cùng lúc. Ôi, mình biết rồi. Ôi, có HP các bạn ơi. Con đại không đấy, mình không nghĩ là với như chừng này đại thì mình có thể tiêu diệt được những con còn lại đâu nhá. Ở xuống đây xem nào. Dưới đây huyền bí như thế này mà chẳng có gì sao. Chỗ này trông có vẻ rất là huyền bí các bạn ơi. Rồi quay trở lại thôi. Vẫn còn một cái đường ở phía bên kia nữa các bạn. Ở đây không có gì à. Game này nó làm âm thanh dở nhá. Hiện tại là mình thấy mất đi âm thanh rồi. À kia rồi, đạn đây rồi. Ok, có đạn là an tâm rồi nhá. Kìa rồi, nó lại xuất hiện rồi các bạn ơi. Ui, khung cảnh quái quỷ dưới đây. Ôi, mình chỉ có một loại súng duy nhất thì thôi sao? Súng lục thôi, nếu mà có súng nào khác có thể bắn được nhiều hơn thì hay quá. Vượn con bốn con, tụi bay ra hết đây. Nào. Hồi nãy giờ mình thấy bắn tụi nó cũng đủ đấy. Game này không biết là có bao nhiêu mày đây. Theo cái thể lệ này thì mình nghĩ là chắc là lát nữa nó cũng sẽ tăng lên nữa thôi. Mình chỉ đang sợ là chúng ta sẽ phải đấu với bốt. Mình thấy là có những cái con SkBD mở mọc ra tới 3 đầu lận. Quầy, trong cái màn này có vẻ là giống màn bốt thôi. Ờ, có lối thoát rồi kìa. Quầy, đông thế. Rất là đông các bạn ơi. Có gì đó mới. Ôi, đấy các bạn, phải như thế này chứ. Đấy, đã đến lúc chúng ta gọi là có một cái thứ gì đó tuyệt vời hơn là cái súng lục kia. Bạn như thế này mới đã các bạn ơi. Đấy, mình rồi, thậm chí là bắn trước khi. Ơ, chứ ơi, chứ ơi. Ơ, quay nữa. Có phải là cái súng này có phần dao rồi chứ không? Không à. Chứ sao nãy nó lại bị tiêu diệt hết. Mình chưa gai đạn cơ mà. Ngộp đi. Mình tiêu diệt thậm chí là trước luôn các bạn. Nhưng mà chúng ta không được lơ là cảnh giác nhé. Phải nạp đạn ngay. Rồi vẫn còn 8 con. Mình leo lên trên kiểm tra nhé. Trên này có gì không? Mình không hiểu là những bài đồ này có ý nghĩa, có liên quan gì đến cái con này không nhé. Sao chúng ta lại được đi thoải mái như thế này? Ôi thật sự rộng các bạn. Ui, nơi đây thực sự rộng. Chữ di chuyển. Ơ, đây rồi. Chữ di chuyển mà không gặp con gì hết thì cũng sợ thật.
tiêu diệt nó trước khi mà nó xuất hiện thì hay hơn các bạn ơi. Cái súng này mà để dành để đánh boss là chắc là mình ngu luôn các bạn, mình đã dùng hết rồi, dùng hết đạn rồi. Nên đổi qua cái này thì hơn. Rồi, chúng ta đã thắng rồi. Đây ở đâu đây? Mình thấy cái gì đó rồi, ở trên rồi. Đạn rồi, chưa lấy đạn liền nhé. Có khi là chúng ta có súng đấy. Ok. Súng đây rồi. Phải không vậy? Rồi, có súng, lấy súng này trước các bạn ơi. Để bắn một đi một ít đạn đi rồi chúng ta lấy đạn ở trên. Nó ở đâu thế? Chờ, nó phát hiện ra mình từ một phạm vi rất là xa các bạn ơi. Trong những căn phòng này thế nào? Có cái gì ở đây không? Bản đồ có vẻ như là hơi bí ẩn. Khoan đã. Ôi, bản đồ này nhìn... Bản đồ này trông rất là giống bản đồ ở trong game Yandere Simulator đúng không? Cái nơi mà chúng ta đến để mà tiêu diệt quỷ ảnh ấy. Để lấy những bức ảnh của quỷ ảnh chúng ta đốt ấy. Hết cả hồn. Mọi người chắc là nó ở trên các bạn ơi. Hình như nãy giờ mình thấy không hết đạn thì phải. Thực sự rất là giống luôn. Không hiểu là tại sao lại giống như thế này. Đạn lại đây lại rồi. Rất là ảo nhá. Có lẽ là lỗi game rồi các bạn ơi. Thế này thì... không, nhưng mà đạn đang mất đi sao ấy. Nó chỉ nhìn lỗi như thế thôi, nhưng mà thật ra đạn đang mất đi. Nhạc thôi. Rồi, đúng là trong nhà vệ sinh thì nó đã đông thật đấy. Mình có lẽ nên tiết kiệm đạn bằng cách đổi qua lục. Rồi, nó bị kẹt cái đó rồi. Hồi lục cũng hết đạn luôn rồi. Ôi rồi, đi vệ sinh mà gặp cảnh tượng này thì chịu luôn. Những cái bông câu đã chạy ra khỏi toilet. Đây đúng là một cảnh tượng quá dị. Ui, hồi nãy giờ mình đã thấy ở trong có cái gì rồi. Hóa ra nó là lớn như thế này. Vẫn còn 6 con cơ đấy. Nghĩ là có khi nó ở toilet ở bên dưới.
Ở đây có đệ hay gì không? Kiểm tra kỹ căn phòng đi nhé. Rồi không có gì cả, chúng ta chỉ có duy nhất một hộp đạn thôi. Rồi bây giờ mình nghĩ là nó sẽ ở trong toilet ở dưới thôi. Ui, gì thế? Hết cả hôn. Nào, ra đây. Ui, một cơ tướng hầm nữa. Không mở được, toilet bên dưới không mở được. Đứng xa quá khó bắn hay sao ấy. Đạn lệch rất là ghê các bạn ơi. Chết rồi, mình không còn nhiều đạn đâu nhé. Ok. Mình chỉ có 23 đạn thôi. Bây giờ là nó làm sao đây? Không tiêu diệt được tụi này là xong luôn các bạn. Vẫn còn 4 viên lục. Ba con thì chắc ở dưới hầm rồi. Vậy sao bầu không khí có vẻ đáng sợ thế? Tụi nó ở đâu vậy? Bản đồ như thế này. Không biết là tụi này ở chỗ nào các bạn ơi. Gặp đạn hiện tại là đang có rất ít. Không có con nào ở dưới chỗ này thì cũng khá là khả nghi nhé. Rồi không tìm thấy rồi. Rất là kỳ lạ nha. Còn ba con ở chỗ nào cho được chứ. Mình đến gần thì tụi nó sẽ nhanh chóng gọi là chạy đi kiếm mình thôi. Ờ đi đây rồi. Ở trên à? Ở đây à? Không biết là nó ở đâu các bạn ơi. Chỉ có chỗ này mở cửa được thôi. Tạm thời tiêu diệt con đó cái đó. Đúng là mình nghe thấy tiếng từ bên trên rồi các bạn. Đúng là mình nghe thấy tiếng từ bên trên rồi. Hai con đang ở bên trên lận. Nhưng mà cửa không mở được. Ủa? Bỏ tay luôn các bạn ơi. Ông mở được cửa là như thế nào?
Phát đại rồi. Phát đại rồi. Đâu thử xem nào. Nó cũng là như thế nào khó hiểu thế. Chuyện này là như thế nào đây? Rồi xong. Đợi game các bạn ơi. Quân các bạn ơi, chúng ta hãy sử dụng cách này. Tụi nó đâu thế? Ô. Rất là ảo các bạn ơi. Cậu con ở đâu thế? Ô. Game rất là ảo ma. Thế này thì mình chịu các bạn ơi. Làm sao mà mình có thể biết được là cách để mà giết những cái con ở trên đó chứ. Chịu thua luôn. À, ở trên các bạn. Đúng rồi. Chỗ này cũng ở trên. Rồi, bây giờ mình sẽ tiêu diệt gọn những con còn lại nhé. A few moments later. Rồi, xong. Mình đã tiêu diệt được con cuối cùng các bạn ơi. Ê. Hết nét deliver rồi. Game hết rồi các bạn ơi. Hồi nãy thì là lỗi, còn bây giờ thì hết rồi. Nhưng mà không thể nào tiếp tục được như thế này thì khá là kỳ lạ. Tại sao nó lại không gọi là kiểu như là thoát ra ngoài luôn. Để chỉ nét deliver này là như thế nào đây. Vâng, game đến đây là hết. Một cái kết khá là vô chi. Lẽ ra là nó nên chuẩn bị cả con boss để cho mình đối đầu, thì nó phải có một cái kết gọi là duyên mạng hơn rất là nhiều các bạn ơi. Chiến đấu đến tận lúc này rồi, tự nhiên kết thúc bằng một cái map bị lỗi. Khá là chán. Rồi, thì nếu mình nhớ không nhầm thì con camera lúc đầu mà mình nhìn thấy là như là cái thế lực mà đối đầu với lại những cái con KBD Toilet này đúng không? Nói chung là đây là một cái vũ trụ mà mình không thể nào hiểu được. Và mình chỉ vào chỉ để gọi là thỏa mãn bằng cách là tiêu diệt những con KBD thì thôi. Cũng giống như là ý đồ của tất cả đã làm ra game này. Bởi vì quá ám ảnh với lại những cái content như này xuất hiện trên YouTube. Rồi, video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này, hãy bỏ cho một like, đăng ký nếu các bạn ơi. Đừng quên lúc chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.